Trước đây em chưa đến đây bao giờ. Ủa vậy hả? Thưa, về thôi. Sao đụng như người tôi? Anh là ai vậy? Chọc gái hả? Nghe là vậy? Đi về. Trời ơi, buông ra coi, buông khùng hả? Đi về đi. Trời ơi, buông ra. Nhanh lên. Tùng Lâm, cứu em. Nghe là anh mà ra. Đi về. Anh kia, làm gì đó? Tôi là Mạnh, chồng của cô ấy. Sao cô nói chồng của cổ là Tùng Lâm? Cô ấy sai, cô ấy nói lộn thôi. Chịu, chuyện của anh chị phức tạp quá. Vậy anh sẽ thanh toán từ rượu luôn chứ. Bao nhiêu? 2,6 triệu. Anh cho tôi thiếu được không? Ngộ quá ha, cho thiếu. Tôi biết anh vậy là ai nhưng mà giờ cho thiếu. Thôi thanh toán luôn đi. Hay là anh cầm tạm giấy tờ của tôi đi. Bộ anh nghĩ việc dán tấm hình của anh vào giấy tờ của thằng cha dớ dẫn nào đó khó lắm hay sao? Anh này không phải là chồng của tôi đâu. Thiệt mà, anh không phải là chồng của tôi đâu mà. Giả danh đó. Ông anh có thiệt là chồng không? Từ nãy tới giờ ở đây tôi không thấy cô ta kêu cái tên nào khác ngoài Tùng Lâm. Nếu không phải thì tôi cũng khuyên thật lòng là đừng phí phạm từng đó tiền. Thưa, về đi em. Xịn tới mức như vậy á, có thai về nhà cũng chẳng làm ăn gì được đâu. Nếu thật là chồng, coi chừng anh bị cấm sừng đó nha. Nè, anh đừng có nói năng lung tung vậy nghe. Bây giờ tôi sẽ đi mượn tiền, quay lại trả anh ngay. Coi chừng cổ giùm tôi đó. Má cho con mượn nóng 3 triệu đi. Nửa đêm nửa hôm con cần tiền để làm gì? Con cần tiền đặt cọc chỗ làm. Ai mà lại nhận tiền con nửa đêm nửa hôm như vậy? Trời ơi, má không hiểu gì hết. Công việc là công việc. Con đang ngồi với máy ảnh, nghĩ ra ý tưởng kinh doanh là phải làm liền. Kinh doanh gì? Trời ơi, nói ra má cũng đâu có biết đâu. Người ta hùng vốn, một vốn bốn lời. Má cứ đưa tiền cho con đi. Đưa má đi gặp mấy người bạn của con coi làm sao. Trời ơi, chỗ đó quán xá nhậu nhẹt, má tới làm gì? Không biết đích xác chuyện làm ăn của con à? Má không cho mượn đâu. Vậy là má nhất định không cho con mượn tiền. Bộ con nghĩ má nói giỡn với con hả? Má mà không cho con mượn á, thì con ra ngoài cửa con ngồi suốt đêm luôn đó. Muốn làm gì làm, tùy mày. Để cho má đi ngủ đi. Làm ăn gì á, nhớ trả liền cho tôi nghe chưa? Dạ, con cảm ơn má, con đi nghe má. Tôi muốn uống nữa mà anh lại đưa tôi đi đâu vậy? Em sai quá rồi, mình về nhà thôi. Tôi làm gì có nhà mà về. Về nhà đi, ba mẹ đang chờ em đó. Về thôi. Anh làm ơn dẫn tôi qua nhà Tùng Lâm đi. Tôi muốn gặp ảnh quá. Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Buông ra coi. Cứu tôi với. Cứu. Cứu tôi với. Anh là đồ lừa đảo, đồ khốn nạn. Em đừng có làm như vậy có được không? Ba mẹ em đang chờ em ở nhà kìa. Nhà cửa còn đâu nữa mà về. Mất hết rồi. Phá sản rồi mà. Chào anh. Vui lòng cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân. Vào đây. Được rồi.
Vậy cô gái này là ai? Đây là vợ của tôi. Không phải, anh không phải là chồng tôi. Chồng tôi tên là Tùng Lâm. Cô ấy là vợ tôi thiệt mà. Chúng tôi có đăng ký kết hôn. Vậy anh có mang giấy đó theo người không? Vậy nên có vợ, anh có mang nó theo người không? Đúng, không ai mang giấy tờ đó theo người cả. Nếu như vậy tôi xin mời hai anh chị theo tôi về đồn. Anh chị có thể nhờ người thân đem giấy kết hôn đến. Xin mời anh chị. Xe ôm không? Chắc là đủ. Mà nếu không đủ thì anh chạy bộ cũng được. Coi như thêm một cử chạy bộ ban đêm vậy mà. Anh đi nghe. Cổng thư đến chỗ nào có xe thì đón xe luôn cũng được mà. Con bỏ nó xuống, nó ói lên người con bây giờ. Đó, đó, thấy không? Không kịp rồi. Con bỏ nó xuống đi. Con không cần phải cõng đâu. Kệ nó, để nó tự đi. Thư xài qua đâu có biết gì đâu ba. Ba cứ để con cõng. Trời ơi, nó bị sao vậy? Dạ, thư bị xỉn. Xỉn gì mà dữ vậy nè? Mà ba đâu? Dạ, ba đang ở đằng sau. Vô, vô, đi vô, đi vô nhà.